phận đàn ông 12 bến nước. Đáng ra là bà Ruby á, bà nấu ăn phải làm cho tôi ăn đúng không anh em? Tại bà biết nấu ăn mà còn có biết nấu ăn đâu. Nhưng mà hả, tôi từng một thằng không biết nấu ăn, tôi đi làm xong tôi nấu ăn cho bà, đến giờ tôi thành một thằng biết nấu ăn luôn. Đỉnh cao chưa, giết bà Ruby. Em đã mở rộng được rồi nè. Nhưng mà em cứ nghe tiếng zombie là ở đâu nha? Zombie. Ờ zombie. Nhầm tí làm gì căng. Rồi ơi. Vậy em đang ở xa lắm luôn ấy. Anh xuống chung em được không? À, tại em ở xa quá nên không xuống đâu. Tại sao? Bởi vì bởi vì nói chung là định hát nhưng mà không nhớ tên mà hát nữa. Ok fine. Shizuka, Eurobita, Phan Sabo, Singapore, Malaysia, Việt Nam vậy? Chị có. Ủa gì ảo ma vậy? Giúp. Tôi mời Ro vào cài đây rồi, Ro đâu rồi? Đâu? Alo. Alo. Không nha, không làm cục cưng Ruby nha. Tại sao? Bởi vì cùng ngọt đến mấy cũng tan thành mây. Chứ không là bà giận quá, bà cướp nhà tôi, bà đuổi tôi khỏi nhà luôn em. Mặc dù nhà này của tôi, ờ đúng rồi. Sáng sớm mới dậy không có nghĩ. Các bạn hôm nay nói mà các bạn sẽ quay lại.